Ơi, phải câu thêm cái cho mấy mẹ đồng con rồng ở nhà ăn mới được. Trời ơi, câu câu sáng giờ giờ cũng gần chiều rồi, trời mặt trời gần xuống núi rồi. À, một con nữa thôi về nè, một con nữa thôi, một con nữa thôi. Ôi, một con nữa rồi mình sẽ cuốn gói đi về nhà. Hy vọng là cá cắn câu nha để có thức ăn cho bé rồng. Cá ơi cắn câu đi. Ôi, vô 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 vô. Ui. À, thôi được rồi, chắc là mình phải đi về thôi. Được rồi, mà mình sẽ đi về. À, được 21 con cá, ok, được lắm. Ngày hôm nay là đủ rồi, câu cả ngày trời. Chờ bé rồng ăn thôi. Trời, mặt trời xuống núi rồi. Ê, hello, bé rồng, ăn nè, ăn nè, ăn nè. Đó, đớp liền, ăn rồi canh nhà nha. Yeti nó mới đẻ cưng cho anh đó, nên cưng ăn xong là nhớ nằm coi nhà cho anh đó. Được rồi. Chó ăn không? Thôi, chó đi dành cá cho rồng. Thôi, cất cất cần câu vô. Đó, thôi, chắc là trời nó khá là trời xuống núi rồi. Thôi, chắc là mình sẽ đi ngủ thôi. Tên 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 tên. Ôi, trời ơi, trời sáng rồi, vậy thôi. Trời sáng rồi. Bầu trời thật là đẹp. Ôi, mà đói bụng quá à, phải kiếm cái gì ăn mới được. Biết nhà mình còn gì ăn không ta? Ôi trời ơi, phải ăn cà rốt đỡ đi. Mà sao cái rương nhà mình đầy quá vậy ta? Trời ơi, để không biết bao nhiêu đồ cho đủ luôn á. À, chắc là phải qua nhà ông Quan xin cái rương mới mới được. Đi thôi. Yeah, qua nhà ông Quan xin cái rương. Yeah. Ô. La 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 la. Quan ơi, ông làm gì đó vậy? Ê. Ủa, làm gì vậy ta? Làm gì vậy? Trời ơi, giờ này coi còn ngủ cái kìa. Trời ơi, giờ này còn ngủ. Thôi mình phải xin cái rương. Ủa mà không ngủ giờ sao ta? Thôi lấy về đại đi. Tao không sao đâu. Mở cái rương nha. Ơn nha. Thôi chết rồi, mà một cái rương chắc không đủ đâu. Thôi còn cái nữa đây không đi. Hốt luôn cho rồi. Trời ơi, ngủ rồi, không biết gì hết trơn. Về nhà thôi. Ôi, mà hôm nay ông qua này không để đồ gì trong cái rương không ta? Mà sao nặng dữ vậy ta? Trời ơi, nặng ghê luôn, nặng ghê luôn, nặng ghê luôn nè. Trời ơi, biết chừng nào mới đem cái rương về tới nhà. Xin cái rương cũng cực khổ ghê luôn vậy á. Trời ơi, cuối cùng cũng dậy rồi, mệt quá, ngủ hôm qua giờ mình đi câu cá mệt quá, giờ mới dậy luôn, đúng mệt luôn á. Ê, kiếm gì ăn? Ơ, chết rồi, ủa cái rương của mình đã đâu rồi? Ơ, mất hàng rồi. Đứa nào vô nhà mình dứt cái rương của mình rồi trời? Chắc là mụ Yeti không ai khác. Dẹt, mày thấy đứa nào vô vô nhà tao lấy cái rương không dẹt? Dẹt, dẹt, dẹt này chưa huấn luyện thành công rồi. Mấy chó mình chắc là người quen thôi, chứ là người lạ vô nó cắn chết. Đi qua nhà bà Yeti. Ui, ông thợ rèn về nó, ông thợ rèn về nó, trời ơi, ngọn nghiên cứu gì trời, ông nhìn vô vô nham thạch gì trời. Để qua nhà mụ Yeti coi. Hỏi bả cho coi chuyện rồi sáng sớm mới qua mới lượm mình bây giờ mấy giờ trời sáng cháu mắt quá trời ơi, dậy kể quá. Ơi đúng là qua ngủ như heo thiệt chứ. À cha 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 ngồi ngay chỗ kia luôn. Được lắm, con Yeti kia, mày lấy gương của tao đúng không? Mày làm gì mới sáng sớm om sòm vậy? Sáng sớm gì nữa, chưa trời chưa chợt rồi mặt trời lên gần lên tới núi rồi mày 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 ăn cắp rương của tao đúng không? Tao vô nhà mày tao coi coi. Ơi không có nha. Tao qua tao mượn mà. Ai mượn mày ngủ như heo vậy thì tao lấy Sao không luôn chứ đánh tao dậy? sao. Mày mượn chắc mày lấy hết đồ của tao đúng không? Mày mượn hết đồ mày. Có đâu, tao chỉ có lên cái rương thôi Đâu rương, à. đâu rương, đâu rương, đâu. Trời cái rương đồ của mình đây chứ đâu nữa. Trời ơi, tao mượn cái rương. Mày biết sao không, Lấy rương nhà gương đi tao về, đầy không có quá nhiều. rồi. Gãy gương đi về, không có nó nhiều. Ơi đâu ạ, đâu rồi, mày đâu rồi? Đừng mà, cho tao mượn cái rương Bê cái đi. rương đi về chứ mày lấy cái rương của tao rồi giờ lấy gì mà tao để đồ được. Ơi mày nghĩ
sao vậy, cho tao mượn đi, xài đỡ đi, gương nhà tao đầy quá trời luôn nè. Tao vinh về cực khổ lắm luôn, mày còn lấy lại nữa. Giờ phiên tao rưng về cực khổ này, giờ đứa cực khổ không? Giờ tao cũng rưng cái rưng này nặng cái gì. Ai mượn rồi mày ngủ chi, tao. Mày nhìn này tao muốn ể luôn nè, tao bê cái rưng này, cái rưng nặng không? Rưng gì mà gắn kim cương trong đó. À đau. Mới mượn cái rưng có một xíu chưa đựng được cái gì hết luôn. Trời ơi, mượn. Thôi trả gương đi, tao để tao có cách, để tao người suy nghĩ cách đi vô bê cái rương cho tao coi cho lên. Đi vô kia bê cái rương giùm coi. Giờ có hai cái rương nó bê em hết. Nhưng mà bây giờ mày phải cho tao cái rương khác. Rương nhà tao đầy lắm rồi. Thì vô cái lượm cái rương đi, tao đi qua hỏi ông thợ rèn coi. Mấy này ông thấy ông nghiên cứu ba cái tiết mục gì hay lắm. Chắc là ông nghĩ ra cái ông thợ rèn biết gì cũng biết rồi. Bưng qua. Trời ơi, cái rương mày để cái gì mà nặng như gì em vậy? Để tao đực cho mày một cái nè. Con khỉ. Nặng quá trời nặng luôn á. Đứng thẳng lên. À, nặng quá trời luôn, chạy nhanh không được luôn nè. Thôi về bưng về nhà giùm tôi cái. Về cho ổng nữa. Thiệt tình nó khổ. Em biểu sáng sớm thấy người ta ngủ không? Kêu để tao thức khuya quá nên tao ngủ trễ, đúng rồi. Mày hả? Mày đi ngủ sớm về trễ thì có xạo. Vậy ngủ sớm về trễ, trời người ta ngủ trễ vậy sớm á. À quên, ngủ trễ về trễ luôn. Cái đường gì mà nặng chích chình chín nè, phát luôn, mệt luôn. Mày để cái tao chắc phải tao vài bữa nữa tao chế cái két sắt luôn cho mày khỏi bê đó nha JT. Bê đi giờ bắt tao kiệt sức tao phải bê lại. Đó, kiệt sức rồi đúng không? Kiệt sức rồi cái chu đích ra nè. Hello mấy chú heo, sáng sớm tí nữa đi quay heo ăn không? Mày mới sáng sớm mày đòi ăn thịt trời. Đúng là hello, thà rèn thôi từ từ đã về cất rừng đó là tí hơn hai. Nhưng mà cho tao cái rương. Từ từ tí qua hổm thợ rèn đã. Trời ơi chưa gì hết mà. Ơi chết chắc cái rương đâu rồi. Trời ơi mày... Từ đặt cái rương nó mở cửa đã. Mở cửa. Vô nhà. Mở cửa vậy đi. Mở cửa. Cầm cái thùng này không có tay nè mà chọc vô cửa được hết. Trời ơi cái lát chân hả. Chân không đập vô được luôn á. Trời mới đặt cái cửa. Cái đặt cái rương cũng sai nữa. Ôi rương cần y nguyên đồ. Ôi nhìn chất nhờ. Quá dữ luôn. Cực khổ. Ai để tao đi qua tao đi qua hỏi ông thợ rèn này cho tôi. Đi nhanh lên. Ông thợ rèn ơi. Hay là vô hỏi của chứ. Cho cái rương. Hả tao lấy cái rương của ổng luôn ta. Rương ổng rương để ông dùng ổng để đồ mình còn hơi của được chứ. Ờ nó ông nghe. Em nhà ổng có gì không ta? Trời ơi, ông chửi tao kìa mày, ông kêu ê qua anh suốt ngày qua bên ta hỏi của nha. Ông biết rồi giờ sao giờ? Thôi ông thợ rèn xin lỗi ông đi. Ủa có tiếng luôn vậy? Thì ra là mày hôi của có tiếng luôn. Mấy bạn chỉ tao qua nhà thợ rèn nhiều đồ lắm, thiếu gì chạy qua có mà. Hôm nay lại muốn gì nữa nè, ông nói tao kìa nè. Hôm nay lại muốn gì nữa nè. Thì con JT nó cứ đội cái rương tối ngày. Nó qua nó ăn trộm rương sáng luôn, con ngủ nó qua nó lấy giờ. Giờ ông giúp con chế cái rương được không? Rương hả? Ờ vì rương đúng rồi. Ba biết nhiều loại lắm ha, mà ta chỉ vào cách rương gì không? À ông có chỉ tao này JT. Cậu dùng một rương đâu, thường đâu. Thường à, và dùng sắt vàng hay là kim cương bao xung quanh. À, đúng rồi, ok được rồi. Hiểu rồi, bây giờ tao với mày sẽ đi đi mai. Mà từ từ tao lấy hai cục kim cương tao chế ra cái đồ cạo lông rồng. Chi vậy? Để mình chế ra được một cái gọi là mày biết cái cúp kim cương không? Có cúp kim tự cương. Tự nhiên cạo lông rồng mà lấy cúp kim cương là sao? Trời ơi mày chưa biết được đâu, chỉ có những người giỏi lắm mới biết được thôi. Giờ có một cái mới sao đủ trời, đợi nửa tiếng nữa đi. Trời ơi thôi đợi nửa tiếng nữa. Ai à, cuối cùng đợi nãy giờ bà cũng đẻ ra cho mình ít rồi được 4 cái rồi tao làm cho mày cái cúp để từ. Để đầu tiên chúng ta sẽ lấy cái đầu tiên là cái cây gỗ này. Làm đó. Gì không? Tao làm phụ nữa. Ê mày, cái này ghê quá mày. Cái này cắt tán cây nè, nhìn tắt cây nè. Ui. À đúng rồi, cái này cắt tán cây nè, ra làm cái hàng rào. Ủa hay quá ta. Ủa hay vậy? À, ủa mày cắt bằng cái gì vậy? Tao cắt bằng cái lưỡi liềm. Cái lưỡi cạo lông. Ồ, làm cái chuồng bằng cây cho con rồng. Ừ, cho nó ấm cúng chứ, vài bữa làm tổ rồng á, mình làm kiểu này cho nó hay. Thôi được rồi, quên. Vô vấn đề chính giùm tôi, các chị hai làm vui bâng quơ quá. Làm gì? Giờ đi chặt gỗ đúng không? Không có chặt gỗ, như làm cái cúp mà, ông thợ rèn cái đi đào vàng mà. Nghĩ sao tao mà? Có cúp nè. Cái gì? Mà nhưng giờ tao có cái cúp à, đâu đủ con cái thôi, tao dùng mày dùng mày có cúp gì vậy? Trời ơi, nhìn nè men. Cúp gì vậy? Cúp rồng, cúp rồng.
Nhưng gì mà cho giờ tao có giới một cho cục tao mà, giờ đợi con này nó đẻ nữa đi. Thôi đợi đẻ. Chà 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 chà. Ủa da, được hai cái nữa rồi. Ok, đủ ba cái rồi nè. Mệt ghê luôn á. Mày tốn thời gian quá nha Gia Ti. Làm tốn thời tao, gian. Đau, của tao, đau, của tao. Đó, lượm đi, lượm đi bà. Thôi, đi, 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 đi mai với tôi, đi mai với tôi. Ơi, cửa rầm đi mai luôn Gia Ti, cho chất. Tao biết cái hang đá bên đây nhiều đồ lắm. Đi, lên, 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 lên. Lên, yeah, 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 yeah. Chà, 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 chà. Đốt rừng, đốt rừng, đốt rừng, đốt rừng, đốt rừng. À cha cha, quên 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 quên. Tháo quá nha. Thôi 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 thôi. Xin lỗi xin lỗi. Nè, tao biết ở dưới cái chỗ mấy cái vật đá này là chuyên gia nhiều đồ lắm nè. Thôi mày để con rồng ở chơi đi mày ơi. Mày không xuống dưới nó kẹt họ chết luôn á. Hả, mình xuống đây luôn á hả? Ừ. Ôi cha, sao kẹt coi, kẹt coi, hát chưa nó kẹt mất tiêu rồi, kẹt coi, kẹt coi. Ủa làm sao, làm sao? Để tao chặt cây, để tao chặt cây. Trời, cây gì mà kẹt vậy? Trời ơi, kẹt cánh rồng ơi, hát chưa, rồng này bự quá không? Rồi rồi rồi, ok 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 rồi. Rồi rồi. Chết cha, cháy cháy rừng mày ơi, cháy rừng mày, tao vừa đốt miếng rừng. Thôi kệ đi. Mày phá quá mà. Rồng rồng ơi, yên đi nha cưng. Xuống đi, trời ơi, đi xuống đi. Trời ơi, người còn ngồi nữa. Đi qua đi lượm một tí sắt vàng kim cương gì về. Đâu đâu, ở trong nãy hả? Ủa da. Ông thợ rèn ông chỉ rồi, giờ mình đi kiếm đồ thôi. Trời ơi, ở trong đây thấy cái gì đâu trời, tôi thui tới mò. Ý sắt quá trời luôn nè, sắt quá trời luôn nè. Tao đi với đi, tao đi với đi, tao đi. Ủa, cúp này đào cũng ngon lắm mày ơi, cúp này đào không khác gì cúp kim cương hết á. 1.2 và 6, 6 công luôn. Wow. Wow wow wow. Cái này là sắt đúng không? Cái gì? Cái này là cúp rồng. Cái này là cúp rồng nha. Tao hỏi cục này là cục sắt đúng không? Cục sắt. Ôi vàng 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 quá trời luôn, quá gì đi lên đập lên đập. Đập đập mấy cục này để tao đập mấy cục ở trên, tao đập mấy cục ở trên, đập mấy cục ở dưới, đập mấy cục ở dưới đi. Đập mấy cục ở dưới kìa. Đắp gì tì đúng thiệt là. Kẹp để cái khó tao tao đào cho. Ủa vàng nhiều quá mày. Trời ơi, mấy cái chỗ mà mấy cái chỗ này là vàng nhiều lắm, mấy cái chỗ mà cái thác đá đồ á là trong khi là nó xuống tầng mười mấy mấy chục rồi đó. Ơi, đưa dư vàng, đưa hết vàng đi, đưa hết vàng cái tao. Giàu rồi chứ. Ai, yeah, kim cương rồi. Có rồi, sắt cũng có rồi, thôi đi về. Trời, cầm cái cúp rồng đào đúng đã luôn. Ê, dục 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 sắt đây, dục sắt đây. Lên, lên. Dục sắt, thôi đi về đi, đưa. Nè, đưa mày luôn nè. Đưa đây, dục hết đây. Vàng. Thôi được rồi, đủ vàng rồi. Thôi đủ rồi, không lấy nữa. Ôi, dư quá trời luôn. 22 sắt, 18 vàng. Người đi. Mày cực đi. Giỏi. Thôi, Gia Ti dưới đây đi. Ê! Mày làm gì vậy? Đúng là... À, trên tao nhốt mày dưới đó luôn. Thôi, đi về, đi về, đi về thôi. Đi để về đi thôi. Tao lạc, để tao đi với tao lạc. Lạc gì? Gần sát ở nhà, trời ơi thiệt chứ. Mình nhỏ xíu xíu lên con rồng này, mọi thứ dường như bé nhỏ. Ủa, sát bên vậy hả? Thôi, bé rồng, trời ơi, để đợi xíu vậy đi. Tao qua tao cắt vài cái nhánh cây nữa làm cho con rồng chỗ ngủ, cái nào. Trời ơi, chặt, trời, đúng cái đồ cạo lông rồng nó dữ ghê thiệt. Đây, mà rút. À, mày lấy cái đồ là cạo lông rồng mày làm á hả? Cái này rốt cuộc là cạo lông hay là cạo da mày, tao cũng không hiểu nữa. Da nha, chứ không phải là lông nha, con rồng nó không có lông nha. Nó toàn là vảy rồng không chứ ai là da rồng. À, vậy cái đó là vảy rồng chứ không phải đâu. Đúng rồi, gọi là người ta gọi là vảy rồng chứ ai mà gọi da rồng, lông rồng. Bữa giờ mày tự gọi cho anh. Về tiền nói tào lao không à. Thôi đừng gọi, đừng chào cao chứ vậy, chào cao quá, không hay đâu. Thấp thấp thôi. Một giây thôi được rồi, ừ vậy được rồi, nó đỡ để cho nó đỡ cắn người ta thôi, người ta đỡ sợ thôi. Thôi được rồi, à bây giờ thì mình sẽ nung. Ây da, nung trong cái mấy cái này, trời. Hai lò nung là đủ rồi. Mày đâu á, làm gì á? Nung. Ok, xong rồi. Đủ đồ rồi thôi, đủ đồ rồi. Ây da, có sắt rồi, ui sắt rồi, Đi qua nhà ông thợ gạn nhanh lên. Đi đâu á? Ấy mà đúng rồi, ông thợ gạn ông dặn tao lấy thêm cái rương nhà mày, cái lấy cái rương quèn nhà mày nữa. Khổ ghê trời, cái rương quèn, cái rương này xong như tiên không lấy, đúng là cái rương cho chó ăn, nó không thèm lấy nữa. Đúng rồi, mày biết lựa đồ ghê luôn á, Yeti mày lựa. Đó, cắn, đánh tao đi, đánh tao, chó cắn kìa. Thôi, mấy đứa, tha. Ngoan, tha nè. Bạn anh á, đừng có quýnh. Cắn chết luôn, đừng có cắt thường. Em cắn là em cắn phải một phát một, chết luôn. Chứ đừng có mà cắn mà cho nó bị thương nha, đừng cắn sức đít nha, cắn cái kia luôn. Cắn gì tì á. Cái con chó
không dữ. Kệ nha, đừng có chọc nha, chọc chó dữ mà. Ông thợ rèn cái gọn thợ rèn ông dục cha cái đồ chế tạo thôi, đi về đi. Ông để cho đồ chế tạo ở đây đâu? Tao quém cái đồ chế tạo ông đem về nhà mất tiêu rồi. Thì ra là mày đang cướp. Bởi vậy ông tao qua nhà ông là ông kêu tao muốn hỏi của gì đây. À đầu tiên là mình sẽ để cái thử cái rương coi. Ừ, cái rương gỗ cái mình vòng sắt xung quanh. Không ra cái gì hết mày. À cái rương này rương bị kẹt. Trời ơi, thì ra cái rương bị kẹt. Đúng là cái rương kẹt là sao? Cái rương bị kẹt là cái rương bị khóa đó. Cái rương si đa. Hèn gì bà giải tí bắt rinh không được. Thôi để đây cho mấy con chó nè. Ok, có lại cái rương khác rồi. Chế lại cái rương khác nhanh thôi. Chúng ta bỏ. Trời ơi là trời ơi. Giết tí ơi. Nhìn nè. Gì vậy? Đẹp không? Trời, mày còn không nhận ra hả? Cái rương bằng mà titan. Trời. Ôi, cái gương gì mà. Để từ từ, để đặt này so sánh nha. Đặt này so sánh cho mày coi nè. Đó. Từ từ. Đó, mày nhìn hai cái rương coi thấy giống nhau không? Một cái rương bằng gỗ, một cái rương bằng sắt. Mày coi ô đồ coi. Ồ, nhiều hơn quá vậy. Ghê chứ. Nhỏ nhưng có vỏ. Nhưng mà chưa đâu. Cái này nó còn đặc biệt hơn nữa. Đó chính là. Là sao? Đập cái rương ra để giùm tao cái. Thôi, để ra cái này đập coi. Để từ từ nha. Để tao rinh nó về. Chưa được còn tao. Ông hở rèn còn chỉ tao nâng cấp cái rương này lên rương kim cương và rương crystal nữa. Mày quơ cái tay gì mày chào tao tập mày cái giờ. Nè, để tao nâng cấp lên rương vàng cho mày coi. Ông hở rèn ông cái vàng hoặc kim cương mà. Đó, rương vàng này lên nhìn được gì đi. Đặt đây rồi, vác gì mới hay. Ôi, mày coi mày cầm cái nhìn cái đầu mày vàng xong rồi cái rương màu vàng luôn nhìn hợp ghê luôn. Mày lượm cái rương vàng lên mày bơ cái rương rồng cho mọi người coi vậy đi. Nhìn đẹp quá, đẹp ghê luôn á. Cái rương này thích hợp với mày nè, mày đem đi nhà mày mày có khi. Không, tao thích hợp là tao sẽ xài đồ kim cương. Để vô lại coi, đặt xuống để tao đập cái rương coi. Gì vậy? Sao đập dục đây, dục ra. Sao đập nữa vậy? Nâng cấp lên rương xịn. Trời ơi. Còn nâng cấp được nữa. Chưa đâu. Rương này mới thứ dữ nè. Đó, ngồi đó mà coi tao nâng cấp nè. Tốn đồ quá ta. Có vẻ tốn đồ. Ủa, cái này kim cương để không được ta. Kim cương là làm bằng cái gì? Trời ơi, tao bị nhầm mày ơi. Rương kim cương nó còn phải có thủy tinh nữa mày ơi. Thủy tinh ở đâu có? Trời ơi, đúng là học dốt lý. À, mình phải đi đào đất, đào cát á hả? Yeti học dốt lý. Lý khỉ. Cái này là tao cái gì? Tao quên thôi. Lý hay hóa ta? Chết cha, mình cũng vấn đề. Ở đây có bạn nào chùm lý hóa không? Mình là rất là thích học môn lý. Yeti là chùm toán. Đúng rồi, thủy tinh. Nung cát. Nung thủy tinh. Thì có liên quan gì đến vật lý? Thì ta nói lộn, hóa học được không? Hóa học được không? Ta học dốt hóa, ok. Thật sự không phải dốt mà. Ủa, mày đâu rồi? Ghét hóa. Ta đang nung cát lấy thủy tinh. Ok, đủ rồi. Trời, bà Di Tí bắt ngồi được cái thùng luôn. Nghe cái đít ra coi, trời ơi, nó thúi. Né ra. Trời có đâu, tôi ngồi bên đây mà. Đấy, gương kim cương nha, đừng có mà thèm nha, đừng có thèm nha, nha 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 nha. Đâu. Cái thùng này mới giá trị rồi, ăn trộm chạy nè. Coi thử coi. Nè, bỏ đi cho coi. Cái thùng này ăn trộm mới giá tiền nè. Trời ơi, đẹp. Ok, cảm ơn. Trời, mày về tao bố cái cuốc cái đầu, mày đứng làm gì tì. Tao còn cái đường đó thôi mày bê, tao không cho mày luôn, tao lấy cái rương xịn hơn. Sao vậy? Rồi làm mi trả mày nè. Đem về đi, đem đi. Cho luôn. Trời ơi. Holy God. Trời ơi, mở cái rương cỏ kìa Yeti. Mở cái rương mày coi Yeti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ôi, các bạn nhìn kìa. Vừa quá. Ôm cái rương này Yeti. Tao làm cái rương khác rồi, tao khỏi cho mày luôn Yeti. Tao còn hai công thức đặc biệt. Tao còn hai công thức đặc biệt để chế thêm cái rương gọi là cái rương trong suốt luôn. Nhưng mà mày chạy về mày lấy táo vàng đồ đi, tí nó đẹp lắm, bỏ cho cái rương đẹp lắm. Có thể nhìn xuyên thấu luôn, đi lên đây tao chở mày về nhà lấy táo vàng, nhà tao hết rồi. Nhà mày không có táo vàng mà đúng không?
Đây, vậy rồi đi, đi thôi. Đi qua nhà lấy táo vàng, tao tí tao về tao làm cho mày một cái công thức cực kỳ đẹp luôn. Trời ơi, rồng đi nhanh thì thôi luôn á, đi vô nhà nhanh đi tí. Nhanh lên, tin 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 tao đốt nhà mày nhanh như đi, phun lửa khè 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 khè. Ê ê ê, tại mày cháy. Trời cháy luôn con ngựa mày ơi, ghê quá mày. Mày làm thôi cháy nha, tao đi rồi nha. Wa cha 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 cha. Ôi ghê quá. Lấy táo vàng đi, lấy táo vàng đi, táo vàng táo đỏ rồi giáp đồ bắt các kiểu. Rồi được rồi đó. Đi. Đi 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 đi. Tí nó sẽ cho mày đi bất ngờ. Tao lên 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 xe lên xe lên xe lên xe. Xe ba chỗ siêu nhanh tốc độ như một chiếc tàu bay. Piu piu piu. Tới đây, tới tới đây. Hey, đi thôi. Lên. Yêu 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 chiu. Bay lên nào, tao nhảy xuống dưới vực. Trời ơi, chết cha bên kia cháy dữ ta. Sao khu này cháy rừng dữ ta? Trời ơi, đúng là Yeti nó phá nhà. Mày phá chứ ai? Đúng là Yeti phá nhà, cháy nhà tối ngày. Hai bé rồng à, ở ngoan đây nha, anh đi vô anh chế cái rương à, chạy nấp Yeti cái ra. À, đầu rồi, đầu tiên là sẽ đập cái rương này lên. Lượm lên, ai da đâu. Đã nói rồi, đừng đụng với con chó mà. Thôi cưng mấy cưng, ngồi xuống mấy cưng. Tao lỡ chúng mà. Cái rương kim cương này vô đó, chúng ta có được một cái rương thần thánh. Bùm. Đâu? Rương trong suốt, thử bỏ một viên kim cương vào xem. Trời ơi, chị bỏ xuống đất. Bỏ xuống đất. Bỏ viên kim cương vào. Thấy không? Trời ơi, mày bỏ viên kim cương, bỏ táo vô. Trời ơi, áo kim cương, giày kim cương và quần kim cương, với lại trái táo vàng nữa. À quên, bỏ nốt cây kiếm tao vô luôn. Trời ơi, nhìn kìa, đỉnh không? Đỉnh không? Từ từ, bỏ thêm cái này nữa. Trời ơi, nhìn cái rương kìa. Trời ơi. Mà nhưng điều đặc biệt ở đây mày biết không? Nếu mà một cái rương thường á mà bị đập ra đó là nó sẽ rớt đồ ra ngoài hết đúng không? Nhưng mà cái rương này thì sao? Đập thì không mất. Không, ví dụ mày lượm lượm củ nè. Ủa? Bị rinh vậy luôn á hả? Rinh vậy luôn, đồ còn nguyên luôn. Đó, giữ chưa, giữ chưa, giữ chưa. Mở rương ra, đồ vẫn còn nguyên, thấy chưa. Hoa đồ các bạn nhìn nè, các bạn nhìn cái rương này, rương siêu việt không? Nhưng mà chưa đâu, lại nữa hả? Đúng vậy, lại có cái rương mới này. Tại ra mình sẽ chế cho mọi người xem một cái rương này thần, cái rương siêu hiện đại. Đây, chị Tý bỏ cái rương lên đây để cho mọi người thấy cho nó rõ nè. Cái rương đâu, này đâu, là cái, đâu, rương, đâu, cái rương cực kỳ siêu luôn. Đặt xuống đi, đặt xuống đi. Đó. Trời ơi, đặt cái chỗ gì mà nó xấu dã man con bà ngang luôn á. Xin lấy ra đi ạ. Em qua đây nè. Đó, thấy chưa? Nhìn thấy này, đấy để đặt cái rương xuống. Rồi, chị tìm mở cái rương đó cho mọi người xem này, mở ra. Wow. Né nó coi che hết màn hình. Che hết màn hình rồi. Mở ra, mở cái rương ra. Ghê chưa, đặt xuống nè, đặt xuống nè. U, nhìn kìa, trời ơi. Cái rương này còn đẹp hơn rương hồi nãy nữa. Cái chén táo nè. Ủa, đồ trong cái rương này đâu hết rồi? Thì vẫn còn trong, phải mở ra nó mới hiện lên đó. Các bạn có thấy cái rương này dữ không? Nhìn nè các bạn, nhìn nè, quá trời đỉnh luôn đúng không? Bỏ cát ra đó. Trời ơi, nhìn hiện đại quá, hiện đại hại điện quá đi trời. Ui đẹp quá mày ơi, nhìn đẹp quá ha. Trong mấy cái cửa hàng bán đồ đá quý ấy chứ, là đây là gọi là một cái tủ. Mà nhưng ở đây có một điều đặc biệt, đó chính là khi mà mình dùng cái tủ đồ này thì kiểu như là sẽ khiến mà trộm cắp tới nhà nhiều hơn, nên mình phải chế nhà công nghệ. Thấy chưa, mới nói con cầu con trộm kia, nó trộm cái đồ cái gì rồi. Tao cắt chụi mày luôn nha JT. Đi đi, bỏ lại không nhảy lên, bỏ lại từ 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 cho chứ. Để hỏi các bạn coi, các bạn muốn cho JT cái rương nào? Ở đây cái rương với tên là con gái nên mọi người nghĩ là chắc không, để coi mọi người có ở đây có bạn gái nào không ha. Thì muốn tặng chị Dê Ti cái nào thì các bạn hãy comment bên dưới nha, mình sẽ thực hiện điều đó. Và ok, chắc là clip này sẽ tới đây thôi. Nếu mọi người thấy thích clip này thì đừng quên để lại like nha. Và các bạn hãy comment bên dưới cho mình biết là các bạn thích cái rương này là rương gỗ, rương sắt, rương kim cương và rương crystal. Các bạn thích cái rương nào nhất nha. Và rồi, chào mọi người. Chào mọi người. Bye bye.